truy tìm sinh vật quỷ quái có dấu chân to sau vườn nhà. Một số những người dân trong một ngôi làng nhỏ đã cáo buộc cho rằng họ thường nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ trong một khu rừng gần nhà vào mỗi đêm, và âm thanh thường to hơn và rõ hơn khi trời gần về sáng. Sáng hôm sau thức dậy và đi kiểm tra sau khu vườn nhà mình thì xuất hiện những dấu chân to và kỳ quái. Anh ta đã quyết định thức cả đêm để phục kích truy tìm xem đó là ai hay cái gì có thể để lại những dấu chân to như vậy. Anh dặn dò mọi người đi ngủ, đóng cửa cẩn thận, phải chú ý xung quanh nhà. Khi trời đã quá nửa đêm, anh ta mở cửa đi ra ngoài khu rừng gần nhà. Những con chó cũng đang sủa, dường như chúng phát hiện thấy điều gì đó, rồi anh ta nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ như mỗi đêm, và anh ta bắt đầu đi theo. Những tiếng kêu ngày càng rõ hơn, anh ta nghĩ rằng nó chỉ ở quanh đây, gần ngay khu vườn nhà mình. Sau khi xoay sát vào bức tường rào và những bụi cây, thì một cái gì đó đã bắt đầu xuất hiện. Một hình bóng đen cao lớn đi thẳng về phía anh ta, không biết rõ đó là cái gì. Anh ta chạy nhanh về trong sân, đóng cổng lại để theo dõi bên ngoài qua cánh cổng cho an toàn. Một hình thù quỷ quái to lớn đã xuất hiện, nhô lên từ một cấu trúc bê tông. Nó đứng đó một lúc để quan sát, xác định xem điều gì đang ở phía ánh sáng. Dường như nó đang bị hoa mắt. Có vẻ như đây là lần đầu tiên nó bị choáng bởi chùm ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn pin siêu sáng. Cuối cùng, nó vẫn phải tự mình quyết định lao về phía trước để xem đó có phải là con mồi của mình, mà không biết rằng anh ta đang ở trong một cánh cổng sắt an toàn. Sáng hôm sau thức dậy, đi kiểm tra, phát hiện thấy những dấu chân rất to phía sau nhà. Những dấu chân cho thấy một bàn chân có 3 ngón in hình rõ trên mặt đất. Bạn có trông thấy sinh vật kỳ quái đó không? Đây có phải là quỷ hay người sói không? Sinh vật kỳ quái đi ra từ một ngôi nhà vào mỗi đêm. Những người dân trong một khu phố nhỏ đã nghe thấy nhiều tiếng động và những sự di chuyển hết sức kỳ lạ của một sinh vật trong bóng tối khi đêm xuống. Họ nhìn thấy một sinh vật gầy đang tiến đến với tốc độ cao, đi bằng 4 chân, khiến cho những người hàng xóm khiếp sợ. Sau đó, họ đã mở một cuộc điều tra và được biết rằng đó là một cô gái đã trốn thoát khỏi ngôi nhà của mẹ cô. Người đã nhốt cô nhiều năm bên trong nhà vì hình dạng đặc biệt của cô gái. Từ đó, cô gái không được nhìn thấy và trở thành một huyền thoại. Nhưng gần đây, người ta đã phát hiện ra từ những chiếc camera an ninh trong một khu phố vào ban đêm đã ghi được một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Sinh vật này được nhìn thấy đang chạy trên vỉa hè bằng 4 chân, và không chỉ để lại một khoảnh khắc ngắn ngủi mà các camera an ninh đều ghi được cảnh nó tiếp tục bước đi bằng 4 chân quanh khuôn viên. Nó được nhìn thấy đang di chuyển xung quanh nhà và di chuyển đến một con hẻm ngay bên cạnh.
Trong hình ảnh này, bạn có thể thấy rõ ràng rằng sinh vật chạy ra khỏi nhà mà không bị người khác đuổi bắt, khiến tôi tự hỏi rằng đây có lẽ là một ngôi nhà bỏ hoang hoặc là ngôi nhà của cô gái. Và sau khi mở rộng thêm cuộc điều tra, tôi đã nhận thấy bức ảnh này giống hệt với một trong những bức ảnh mà cô gái trốn thoát. Đây là hình ảnh ngôi nhà nhìn từ bên ngoài, và một hình ảnh tôi tìm được là ở phía trong sân sau của ngôi nhà. Tôi đã phát hiện thấy một cái gì đó rất tò mò. Ở trong hình ảnh của sân sau cũng có một ngôi nhà nhỏ được trang trí sơn màu hồng, giống như để dành riêng cho cô gái đó hoặc một con vật cưng bên trong. Và một điều hết sức đặc biệt, bạn hãy để ý bên dưới của ngôi nhà có một con búp bê mà có thể bị rơi từ bên trong ngôi nhà xuống dưới. Con búp bê rất có thể họ đã vứt vào bên trong dành cho cô gái. Bạn có nghĩ sinh vật đã trốn thoát ra từ bên trong ngôi nhà đó không? Hay sinh vật đó đến từ một môi trường thiên nhiên hoang dã? Sinh vật phủ đầy tro tàn và bồ hóng. Một người đàn ông đã ghi được những gì trông giống như một đứa trẻ phủ đầy tro tàn và bồ hóng. Nó bắt đầu hơi chuyển động, nhưng nó quá nhỏ, không giống với một con người bình thường. Theo như văn hóa của địa phương đó, thì đây được gọi là một sinh vật hơi giống với con người. Nó được coi như một linh hồn tinh nghịch, cư ngụ trong ngôi nhà của họ. Trong một cảnh quay kỳ lạ khác, cái được gọi là sinh vật có linh hồn tinh nghịch cư ngụ trong những ngôi nhà của người dân đang di chuyển và ngồi trên một tờ tiền của Iran. Sinh vật này có kích thước rộng 7cm và cao 15cm. Thật khó để biết hết được những gì đang thực sự xảy ra. Một số người nói rằng nó mang lại điều tốt và may mắn đến cho gia đình, nhưng những người khác thì cho rằng nó sẽ mang lại điều xui xẻo cho gia chủ. Bạn đã gặp một sinh vật như vậy ở đâu chưa? Nếu không nhìn thấy thì không ai tin. Một số những người đàn ông đã rủ nhau vào trong một bờ suối để tắm cho mát. Nhưng ở cạnh bờ suối, họ nhìn thấy có một cái hang động. Mọi người nghĩ rằng đó là một hang động bỏ hoang nên chẳng thể có cái gì ở trong đó. Và từ nhiều năm trước, họ vẫn thường được nghe những câu chuyện ám ảnh xung quanh một cái hang động ở cạnh bờ suối, mà không có ai dám đến gần kể từ khi một cậu bé nói rằng mình đã nhìn thấy có một con ma đi vào bên trong hang động đó. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng nếu ban đêm chỉ cần bạn đứng gần bờ suối thì bạn sẽ nghe thấy những âm thanh quỷ quái như tiếng hét, tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong hang động đó. Trong khi họ đang ghi lại ở cạnh bờ suối, khi chỉ còn một người đàn ông đang chuẩn bị nhảy xuống tắm, thì bất ngờ anh ta phát hiện thấy một cái gì đó ở phía sau hang động. Vem atrás aí. Não sei, apareceu atrás aí. Tu viu o macaco? Vi. O macaco também viu aí, tá aparecendo aí, ó. É cobra, não? Não sei se é cobra. Foi e voltou aí. Olha aí de novo aí, ó. É aí mesmo. É, mas sai daí, pô. Sai daí. Pode ser bicho. Sai daí. Pode ser bicho. E vê lá. De novo, ó. Também pra gente aí, ó. Sai daí, sai daí, sai daí. Vou até me afastar, sai daí. Sai daí. Vai lá. Vai lá. Bora. Khi người đàn ông đang định quay ra ngoài suối thì anh ta bắt đầu nhìn thấy giống như một ai hay cái gì đó từ trong hang động hai lần ngập ngừng xuất hiện. Sau đó khi mọi người im lặng để xem đó là cái gì thì nó di chuyển qua cửa hang. Tất cả mọi người bất ngờ bỏ chạy. Tôi không biết họ đã nhìn thấy nó giống với sinh vật gì, nhưng có lẽ đó là một điều quái quỷ gì đó thì mọi người mới có thể sợ hãi đến như vậy. Hình ảnh rất mờ, nhưng bạn thử đoán xem đó có thể là gì? Sự thật về một con suối trong rừng có yêu tinh. Những người dân tại một địa phương đã cáo buộc cho rằng mỗi khi vào rừng họ đi qua một con suối nhỏ thì nghe thấy nhiều âm thanh rất lạ giống như ai hay cái gì đó đang gào thét rú lên để xua đuổi mọi người đi qua.
Nhưng mọi người đều không có ai có thể nhìn thấy ai hay cái gì, sinh vật gì đang tạo ra những tiếng gào rú ghê hồn đó. Vào một ngày định mệnh, một số những người dân đang bắt đầu đi về phía đông bắc của ngôi làng. Họ đi sâu vào trong rừng, nơi có những con suối nhỏ mà mọi người vẫn thường hay tắm ở đó. Khi trời chuẩn bị tối, họ rủ nhau lên bờ và chuẩn bị về nhà. Mọi người đang ngồi nghỉ ngơi thì bất ngờ một hình bóng giống như ma hay một sinh vật quỷ quái chạy qua với tốc độ bàn thờ. Moment. Isso aí. É, pô, mas a gente tem que ir, pô, não existe não, porque é doido, é? Já sei, já... Não, peraí, falei umas confusão aqui, bó. Não esquenta não. Bicho, vi uma parada ali passando atrás, bicho. Vocês viram? Não, deixa quieto, vou continuar, acho que é frescura mesmo. Não, peraí, não esquenta não. Pois é, continua aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi! Bicho! Hình bóng chạy qua hai lần, sau đó mọi người mới phát hiện ra, nhưng tìm kiếm xung quanh không thấy bất cứ cái gì. Vậy nó đã đi đâu? Vì sao nhanh đến như vậy? Trông nó có hình thù gần giống với một con người. Bạn nghĩ đây là sinh vật gì? Bạn nghĩ rằng dấu chân to và hình bóng ở phía sau khu rừng có thể là gì? Sinh vật giống như một đứa trẻ được phủ đầy tro tàn và bồ hóng có kích thước rất nhỏ. Có phải nó đang mang linh hồn của những con yêu tinh? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn!